Gia Lai là vùng đất có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đặc biệt, có 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, sử thi của người Ba Na và lễ cầu mưa Giang Pơ Tao A Pui. Gia Lai còn là địa bàn có 46% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, chính quyền địa phương nơi đây luôn xác định xây dựng văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, cuộc sống hiện đại ngày nay cũng đang khiến nhiều buôn làng đổi thay cả về cấu trúc sinh hoạt và văn hóa truyền thống. Trong khi hầu hết các nghệ nhân các dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ mai một, rất nhiều các giải pháp trước mắt và lâu dài đã được tỉnh Gia Lai đưa ra để cộng đồng các buôn làng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc mình. Gắn với đó là huy động sức mạnh cộng đồng tham gia xây dựng buôn làng nông thôn mới, đưa đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của bà con ngày một khởi sắc. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã dành sự quan tâm rất lớn cho việc gìn giữ văn hóa truyền thống thông qua việc tổ chức các ngày hội văn hóa, phục dựng lại các lễ hội truyền thống cũng như thường xuyên mở các lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang ngay tại buôn làng. Từ đó đã thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là lớp trẻ tiếp nối truyền thống của dân tộc. Đây là phần diễn tấu các nhạc cụ dân tộc sôi nổi, nhuần nhuyễn của các em nhỏ ở làng Piêng, huyện Đắk Đoa. Trong ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2022, đông đảo người dân và du khách đã cuốn hút bởi sự hồn nhiên, đáng yêu, say mê hết mình của các thành viên nhỏ tuổi. Tham gia giao lưu để cho các bé họ có thể thấy được cái nền văn hóa của cái Gia Lai mình á, là nó phong phú như thế nào. Và một phần cũng muốn là truyền được cái lửa của những cái người đi trước để cho mấy em hiện nay thay vì có thể là đi theo cái xu hướng hiện đại thì vẫn nhớ về cái cội nguồn của mình. Cùng với nhiều nghệ nhân tâm huyết khác, hàng chục năm qua, nghệ nhân Rơ Châm Lui tại làng Ó, xã Gia Tơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã rong ruổi đến nhiều buôn làng ở khắp mảnh đất Tây Nguyên để chỉnh sửa các bộ chiêng lạc tiếng. Không chỉ giỏi chỉnh chiêng mà bao nhiêu năm nay ông còn tích cực truyền dạy đánh cồng chiêng, sử dụng các nhạc cụ dân gian cho lớp trẻ ở các buôn làng. Ông vui mừng khi lớp trẻ vẫn say mê với âm nhạc truyền thống. Tuy rằng tôi già sức yếu nhưng mà tôi phải duy truyền là thế hệ trẻ để học tập. Có người tập đàn tơ rương, có người tập đàn chiêng, là tập múa xoang. Bởi vì nếu mà mình duy trì cái bản sắc này là nó vui vẻ hơn. Rất nhiều thay đổi trong cách thức tổ chức truyền dạy, truyền lửa đam mê âm nhạc, văn hóa truyền thống cho lớp trẻ tại các buôn làng tỉnh Gia Lai hiện nay. Thay vì trình diễn cồng chiêng trên sân khấu, thì mới đây, Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2022 được tổ chức trong một không gian thiên nhiên gần gũi. Và khi đến tham gia ngày hội, các đội cồng chiêng, múa xoang ở các buôn làng đã được thỏa sức trình diễn sáng tạo, nối tiếp nhịp cồng chiêng truyền thống của dân tộc mình. Để cho người Gia Lai muốn thổi hồn và muốn thể hiện hết cái tâm hồn của mình thì phải có ở tại không gian như thế này thì phù hợp. Chứ nếu chúng ta đưa vào một cái không gian mà cái sân khấu quá là tự nhiên bà con hồi giờ sinh hoạt ở cái cộng đồng mà tiếng chiêng, tiếng hát, tiếng đàn, tiếng ca hát, kẻ khan, kẻ và các cái bài hát dân ca thì nó phải là lao động sản xuất thì rất phù hợp. Hơn 2 năm khó khăn do dịch bệnh kéo dài, những kế hoạch hoạt động văn hóa lễ hội tại nhiều buôn làng phải tạm gác lại. Song với tình yêu âm nhạc truyền thống, ngay khi cuộc sống trở lại bình thường, bà con các buôn làng lại tập hợp cùng nhau tập luyện đánh cổng chiêng, múa xoang. Đến với ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2022, hòa vào thanh âm rộn rã của cổng chiêng và điệu xoang nhịp nhàng say đắm, các chàng trai, cô gái, người Zrai đã tái hiện lại không gian lễ hội lớn nhất của cộng đồng vẫn được tổ chức hàng năm tại xã Gia Đức, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Đó là lễ hội Pơ Thi. Dân tộc Gia Lai chúng tôi đó, hàng năm tổ chức đó, lễ Bo Ma này, lễ công giót nước nhà Rồng này, là lễ Đâm Châu này.
tổ chức là múa xoang này, là đánh chiêng này, là uống rượu này. Bà con ở khu vực vùng biên giới của huyện Đức Cơ thì hàng năm cứ đến mùa thu hoạch mùa và chuẩn bị cho mùa màng thì người ta có tổ chức là những cái văn hóa truyền thống, chẳng hạn như múa xoang và hát tân ca cũng như cồng chiêng. Ở khu vực Tây Nguyên, Gia Lai không chỉ là địa phương có số lượng cồng chiêng nhiều nhất với hơn 4.500 bộ, mà ở các buôn làng nơi đây, người Ba Na, Dồ Rai vẫn còn lưu giữ nhiều lễ hội đặc sắc như lễ cầu mưa của Giang Pơ Tao A Pui, lễ mừng lúa mới, lễ cúng giọt nước, lễ Pơ Thi, v.v. Các lễ hội này hội tụ đầy đủ các giá trị độc đáo của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Để bà con có điều kiện duy trì tổ chức các lễ hội văn hóa, ngành chức năng các địa phương tỉnh Gia Lai cũng đã định hướng hỗ trợ đồng bào các buôn, làng phát triển văn hóa du lịch trên tinh thần bảo vệ và phát huy các giá trị di sản trong bối cảnh đương đại. Việc phát huy tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng cũng góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho các bà con ở các buôn làng. Bà con không bao giờ quên được, tại vì ngày xưa ông bà ta đã truyền lại cho các con em của chúng ta từ nhỏ tới lớn, đến từ trước đến sau này, cái truyền thống nào là ăn lúa mới, đâm trâu, rồi lễ bỏ mã, múa xoang, là nói chung là làm rất là nhiều. Mình cố gắng tuyên truyền cho bà con để làm sao giữ được cái hồn của đồng bào Ba Na, giữ được cồng chiêng, thì qua đó thì mình sẽ xây dựng là làm sao để chính cái di sản nó sẽ nuôi sống và sau này thành cái sản phẩm đặc trưng nhất cho các bạn ở nơi khác ta tới với Gia Lai. Sự phát triển của xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh đặt ra bài toán khó cho nhiều địa phương ở Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai, về việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. Đây là một đề án mang tính tổng thể với nhiều nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm góp phần bảo vệ các giá trị trong không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Bởi thực tế hiện nay, các giá trị đặc biệt của di sản chủ yếu được lưu giữ bằng nhiều hình thức truyền khẩu. Nếu nghệ nhân mất đi, họ sẽ mang theo toàn bộ những tri thức dân gian quý báu ấy. Chính vì thế, nhiệm vụ cấp bách mà tỉnh Gia Lai đặt ra là không chỉ bảo vệ số lượng cồng chiêng hiện có, mà sắp tới, chính quyền cùng các cơ quan chuyên môn sẽ quan tâm xây dựng không gian buôn làng, nhà rông, bến nước, có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn đối với đội ngũ nghệ nhân đang trao truyền di sản. Tỉnh đã xác định cái phát triển kinh tế xã hội nhưng mà gắn với lại là giữ gìn và phát huy các cái giá trị văn hóa lịch sử, thì theo đó thì chúng tôi đã xây dựng một số các cái đề án và các cái chính sách, cơ chế chính sách đặc thù để qua đó là góp phần vào cái việc là giữ gìn và phát huy cồng chiêng liên quan tới các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tỉnh Gia Lai cũng là địa phương có đến 44 dân tộc thiểu số anh em cùng sinh sống. Để nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con, năm 2018, tỉnh Gia Lai đã có một chỉ thị chuyên đề số 12 về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điểm đáng chú ý nhất trong chủ trương này là một mặt chính quyền địa phương quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế tại các làng nông thôn mới. Mặt khác, quan trọng hơn là chú trọng đến các tiêu chí về văn hóa, đời sống tinh thần của người dân tại buôn làng. Một minh chứng rõ nét nhất hiện nay là tại ngôi làng người Dờ Rai ở huyện Đắk Đoa này. Mấy năm trở lại đây, bà con đều duy trì lễ cúng giọt nước truyền thống. Một trong những hoạt động quan trọng của lễ này đó chính là việc cộng đồng người Dờ Rai huy động nhau tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, nhất là thu gom rác tại khu vực bến nước, đem lại không gian sống trong lành cho người dân trong làng được thụ hưởng. Bà con dân sẽ tập trung sửa chữa giọt nước và dọn tất cả vệ sinh ở thôn làng và ở nhà văn hóa là ở giọt nước. Bà con dân là một năm một lần rất là phấn khởi để mong chờ cái ngày này để cho tập trung bà con dân bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc, mà cũng là một trong những nhiệm vụ của xây dựng nông thôn mới. Bởi vì xây dựng nông thôn mới là đem đến một cái đời sống văn hóa tinh thần
cũng như đời sống kinh tế. Thì nhìn chung là bà con rất là quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa và duy trì cái nét đẹp văn hóa truyền thống. Thực hiện chủ trương xây dựng làng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai gắn với các tiêu chí cụ thể về văn hóa, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn càng có điều kiện để phát huy tình yêu với cổng chiêng, với văn hóa truyền thống dân tộc. Dù có lên nông thôn mới thì mình cũng bỏ qua cái nét văn hóa mình đó được, vẫn phải phát triển, phát huy, tuyên truyền cho mọi người luôn phải giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc. Sau những ngày lao động trên nương rẫy, trở về các buôn làng, bà con dân tộc Ba Na, Dù Rai trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại tranh thủ thời gian đàn lát, dệt vải. Khéo léo, tỉ mỉ, chiếc gùi với nhiều họa tiết, hoa văn độc đáo đã được anh Rinh, người dân tộc Ba Na, cẩn mẫn ngồi đan. Anh cho biết đây là vật dụng hữu ích gắn với cuộc sống đời thường, cũng như trong canh tác nương rẫy của bà con. Cái gùi ý nghĩa của dân tộc mình, chắc là mang đi làm, hoặc là đi đâm chết, hoặc đi chơi nhà anh em, bà con đấy. Truyền thống dân tộc mình thì người ta thích cái gùi đó, xung còi, xung thích người ta xung mua. Lúc rảnh rỗi, người phụ nữ Zrai này lại ngồi bên khung dệt tỉ mỉ, kéo từng sợi chỉ để làm ra những tấm vải thổ cẩm truyền thống. Dù công việc rất kỳ công, song hiện nay đồng bào tại các buôn làng tỉnh Gia Lai vẫn còn gìn giữ được các nghề thủ công truyền thống. Bây giờ người ta học lại rồi, học lại học dệt vải. Người nhỏ bây giờ cũng biết rồi. Mấy cô, mấy bà, mấy bác cũng hay vận động các thanh niên trong làng. Con trai thì được tập đánh cồng chiêng, đan lát, tạc tượng. Còn con gái thì cái vấn đề quan trọng nhất là dệt thổ cẩm là không thể nào bỏ được. Đối với người Zrai, Ba Na, mỗi sản phẩm thủ công truyền thống đều thể hiện sự khéo léo và lòng kiên trì của người làm ra nó. Những hoa văn trên tấm vải dệt hay trên chiếc gùi mang theo của các chị, các mẹ, đằng sau đó là các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Và đến nay, dù cuộc sống mưu sinh, lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, song mỗi buôn làng, mỗi cộng đồng dân tộc nơi đây lại có cách làm sáng tạo để nét đẹp văn hóa dân tộc được giữ gìn, để âm thanh cồng chiêng mãi vang vọng trên các buôn làng nơi đây. Tỉnh Gia Lai là một trong những tỉnh mà có một cái chỉ thị chuyên đề trong cái xây dựng nông thôn mới, đó là xây dựng làng mới trong nông thôn mới. Thì đối với cái làng mới này, ngoài cái tiêu chí nông thôn mới thì chúng tôi rất là quan tâm tới cái cảnh quan kiến trúc, rồi cái việc giữ gìn bảo tồn, phát huy các cái nghề truyền thống, rồi các cái hoạt động văn hóa, các cái lễ hội gắn với các cái sinh hoạt cũng như là gắn với các cái tiêu chí mà nông thôn mới. Chủ trương xây dựng buôn làng nông thôn mới, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, gắn với giữ gìn văn hóa truyền thống, đến nay đã đem lại diện mạo mới cho các buôn làng tỉnh Gia Lai. Nhà cửa khang trang, đường xá sạch đẹp, gắn với đó là không gian nhà rông, bến nước, nơi diễn ra những sinh hoạt, lễ nghi văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai vẫn được gìn giữ.